Resort này yêu cầu an ninh cao nên yêu cầu phải chụp hình scan mặt để lưu giữ thông tin. 3 tuổi. Sau 4 tuổi là chụp rồi, còn bạn sóc chắc 2 tuổi chắc khỏi chụp. Phải bé lên. Nhìn con nhìn ghê, con nhìn ghê, con nhìn chú à. Vô soi mặt rồi đâu. Đâu vô. Con cho coi kìa, kiểm tra mặt anh là con đẹp này đẹp không mới được vô ăn nha. À, muốn ăn là vô phải đưa cái mặt ra. Rồi trong rồi đó. Scan vô cái thấy cái mặt giống như cái mặt mọi người check in đó là ok, hợp là cho con hỏi nè, cái đó bánh gì con? Bánh này nè, bánh của con nè, là bánh gì? Bánh rán gì? Doraemon. Bánh rán Doraemon nè, với con đang uống nước gì đây? Nước trà. Còn em sóc có bánh gì không? Sóc nhìn thèm quá hả? Sóc mẹ đang đi lấy bánh mì cho. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like, subscribe, ủng hộ kênh của bé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.